Hello, xin chào quý vị. Chào mừng quý vị lại quay trở lại với kênh YouTube Thái Học Toyota Tăng Cảng. Hôm nay Thái Học gửi đến cho quý vị một sản phẩm mà Học đã hứa hẹn cho quý vị, đó là Camry được sản xuất năm 2018. Xe mới đi 28.000 cây thôi vì giá sắp xỉ 1 tỷ 999 triệu đồng. 2018 Camry Q 2.5 lít nha quý vị. Xe này đi mới có 28.000 cây thì quý vị cũng hình dung ra được rồi cái sản phẩm nó sẽ còn đẹp như thế nào nha. Xe này đối với sản phẩm này bên Học về chỉ dặm lại cái cản trước khoảng 1 gang tay, còn bao nhiêu trên xe thì cũng đã zin nguyên con, zin hoàn toàn nha quý vị. Xe 2018 này ở trong nội thất nó có một cái lẫy chuyển số thông minh nữa, mà các clip trước và Học quay những sản phẩm 2014 và 2015 nó sẽ không có nha quý vị. Thì hôm nay Học sẽ quay chi tiết cái sản phẩm này cho quý vị tham khảo nha. Thì đây là Camry 2018, chúng ta sẽ có hai B-Projector luôn nha quý vị. Ở cụm đèn chiếu gần nè. Và xe này có điều chỉnh góc chiếu tự động theo trọng tải của xe nha quý vị. Cái đèn này nó có liếc lên liếc xuống nữa nha quý vị. Đó. Nó sẽ là tự động. Và xe này cũng có cái dãy đèn LED ở phía dưới. Xe này là người ở ngoài người ta gọi, cô chú anh chị hay gọi là sản phẩm mặt cười á. Và phía trước có một cái cảm biến gốc. Và đối với sản phẩm 2018 chúng ta sẽ có cái đèn bao rẽ ở phía dưới nó nhô ra. Ở cái thiết kế này nè. Thiết kế này giống Innova E hiện tại nó đang sử dụng cái thiết kế này 2021 á. Đó. Đây là cái cảm biến gốc. Rồi tiếp tục mình cùng tìm hiểu về cái đèn chiếu gần, xin lỗi về cái đèn sương mù ở phía dưới. Những cái đèn này nè, khi thường khi đồng học nó sẽ đi vào đây, cái này nó sẽ hứng hết nè. Nhưng mà đối với sản phẩm này thì nó còn rất đẹp nha. Cụm ga lăng ba đề sóc phía dưới á, nó cũng là sơn bóng nha quý vị. Thì chúng ta nhìn kỹ nó là sơn bóng, phía trên cũng vậy luôn. Để Học lùi ra xa một tí. Xe này á thì về cái độ hoàn hảo nó rất là tốt rồi. Đó thì Học cũng miêu tả về cái hình dáng của nó thôi. Đó, còn đi xét vào trong thì Học cam kết là xe nó còn rất là đẹp. Đó thì quý vị thấy không? Đó, cái mặt cười rất là tự nhiên. Nếu ai thích những cái sản phẩm mà Camry, có những khách hàng không thích cái sản phẩm mới đâu quý vị, chỉ thích những cái sản phẩm đời như thế này nè. Xe này thì mâm kép, mâm 3 chấu 5 chấu kép. Đó. Xe này sơn mâm tĩnh điện nha quý vị. Cái màu nó giống như màu bạc vậy đó, nhưng mà thực sự nó giống như, nó vừa giống như bạc và vừa giống như xi, sơn tĩnh điện zin theo xe. Đó. Động cơ là động cơ dual VVTA nha quý vị. Còn phần hông xe thì chúng ta sẽ có khung viền mạ rôm, chân kính, ốp tay nắm cửa đã được chuyển trước lên. Cực kỳ đẹp, để Học và lui ra xe, xăng xe cho quý vị xem. Sản phẩm, những cái sản phẩm những cái sản phẩm Camry 2018 này nó đã hiếm rồi. 2.5Q cái màu này nó cực kỳ hiếm, nhưng có những cái sản phẩm mà đi vỏn vẹn hơn 20.000 cây như thế này thì cũng cực kỳ hiếm luôn vậy. Chỉ có Toyota Hiroshima Tăng Cảng có một cái đội ngũ xăng xe rất là tốt nên mới mua về được cái sản phẩm này vậy. Không biết ở trên màn hình quý vị có thấy được cái ánh kim của chiếc xe này không ạ? Cái ánh kim xe này nó rất là rõ ràng, nó rất là đẹp nha quý vị. Còn phần đèn lái sau có cái nẹp rơm chạy ngang đó. Và đồng thời có hai cảm biến gốc, và xe này có ống xả kép nha quý vị. Ống xả kép. Để Học mở cái cốp lên như thế nào. Lỗi, xe Học không có chìa khóa, không có cốp được. Đó, và đây là phần hông xe phía sau bên trái nào vậy. Cái màu nâu này cũng là cái màu rất là đẹp. Đó, màu nâu. Ở ngoài đó, chúng quý vị sẽ thấy được những cái ánh kim rất là nhiều trên cái xe này. Không biết trên camera nó có thể hiện được không. Đó. Rất đẹp. Vỏ 2018, 4 cái vỏ zin xeo xe luôn nha quý vị. Đó, sản xuất ở tầng 51 năm 2017. Zin theo xe, cả lớp dự phòng. Rồi. Cái công bố nhiên liệu của nhà sản xuất là đường tổng hợp là 7.8 lít. Đường đô thị là 10 lít, còn đi ngoại ô chỉ 6 lít mốt thôi nha quý vị. Đó. Rồi, Học xin mời quý vị vào nội thất xe, phần bên trong xe. Xe thì đã học clip này Học xin
lướt qua các chi tiết keo chỉ cửa luôn nha quý vị. Tại xe này nó còn zin mà, nước sơn zin ở ngoài nó còn 99,9% nên mình coi mấy cái kia thì nó cũng mất thời gian của cô chú anh chị quá. Ở xe này có ghế da là màu kem, màu nâu, màu cam nha quý vị. Ở ghế da đục lỗ màu cam. Và đây những cái chi tiết mà gọi là quyến rũ nhất của Camry 2.5. Đây, điều chỉnh volume, điều chỉnh góc dựa của ghế ở vị để học quay. Ở cái góc dựa của ghế nó cũng rất là nhanh nha. Đó, nó trời lên đó quý vị thấy không? Rồi đi xuống nha. Không có một tiếng động luôn, không có nghe tiếng motor chạy luôn. Đó, túp lô cửa. Bốn cửa kính đều auto. Và những cái nẹp này là cái nẹp đồ họa, là đồ họa carbon nhưng mà giả gỗ nha quý vị. Đó, coi cả cửa gió phía sau. Cái sàn xe này nó quá đẹp quý vị ơi. Cái sàn xe này. Đó, cái sàn xe. Có tấm thảm lót, xe này đi rất kỹ luôn. Cực kỳ đẹp. Camry chúng ta sẽ có thêm một cái này nữa. Đó, cái đầu gạt làn thuốc đây vậy. Đó, cũng là họa tiết carbon giả gỗ. Rồi, phần quyến rũ thứ hai. Đó. Rồi mình bắt đầu đi từ cái túp lô cửa nha. Túp lô cửa thì những cái chi tiết ở đây nè quý vị, nó đều làm bằng da xịn nha quý vị, không phải giả da nha. Từ cái phần ở trên đây, ở đây, ở đây, ở đây, nó đều toàn là bằng da xịn hết. Zin theo xe. Về cửa thì đều có là auto một chạm chống kẹt cả bốn cửa. Ghế điện thì reset được hai vị trí nhớ nè. Đó. Ghế điện thực sự ra thì mình sẽ nói là 8 hướng nhưng có thêm hai cái có hai hướng bơm lưng, nó có thể gọi là 10 hướng hoặc là 8 hướng bơm lưng cũng được hả quý vị. Đó, có bơm lưng. Đó, điều chỉnh bơm lưng, ghế điện. Đó. Rất nhanh. Cực kỳ nhanh luôn. Ghế da đục lỗ mọi chi tiết quý vị ơi. Còn rất là ok. Ở xe mới đi hai mấy ngàn. Và một điều học rất là thích trên xe này đó là cái công tắc điều khiển cho người ngồi phía sau, hàng ghế phía trước này. Khi chúng ta ngồi phía sau mà chúng ta muốn dài ra những ông ship á, đi á, thì chỉnh kéo cái ghế này ra dài ra phía trước để cho cái khoang để chân mình nó rộng rãi hơn. Đó, túp lô thì khỏi phải bàn, Camry là đứng đầu. Học nói về đứng đầu là tức nghĩa là về cái độ bền bỉ nha vị, cái độ xuống sắt của chiếc xe á, thì Camry ở những cái sản phẩm Nhật Bản á, thì nó có một cái độ khấu hao rất là tốt. Và ở đây chúng ta có một cái sạc không dây á, nếu mà vị nào xài có khoảng iPhone X đồ trở lên, những cái điện thoại nào mà xài có sạc không dây thì mình chỉ để lên đây thôi là tự sạc, không cần phải gắn dây đồ lằng hoằng nữa. Về những cái chi tiết ở đây đã được chủ trước dán keo này nè, ta giữ rất là kỹ luôn. Cái keo này chưa có lột ra, cái keo trong đó về nè. Đó, mình giờ mình lột keo ra thì nó sáng trưng như mới luôn nha mày. Cái keo này là được chủ trước dán thêm. Rồi tiếp tục vào mặt đồng hồ. Mặt đồng hồ còn chưa được đấy. Và cái điều họ cũng nói đây nè, cái đồ lẫy tay thông minh nữa vậy. Đó, lẫy số thông minh thể thao. Và chỉnh vô lăng á, thì cũng là chỉnh điện 8 hướng nha vậy. Vô lăng này là chỉnh điện, cái cần ở đây. Lẫy số đây. Đó, cũng cơ bản thôi. Về vô lăng thì cũng có đầm điện thoại đánh tay, điều chỉnh màn hình hiển thị thông tin, chỉnh volume. Đó, khá là đẹp. Camry. Vâng, xin lỗi vậy, để học quay thêm cái khoang động cơ nữa. Hello. Hello baby. What's up guys? Đây anh Cường. Cường hỗ trợ em học. Oh. Quá đẹp anh Cường ơi. Đi xe mới hả? Xe mới. Mới đi hai mấy ngàn mà.
vào đây. Rồi học xin phép đi một vòng phần khung. Có cái cây này, cái cây chống sốc ở đầu phuộc ở quý. Xe này là được nâng cấp nha. Cái cây này lúc khách gắn nhất cũng khoảng 20 triệu ấy. Nó làm ổn định cái thân xe hơn quý. Còn về khoang động cơ thì học đánh giá xe này nó hoàn toàn giống như mới, không khác gì lúc mới cả. Đã sử dụng cái gói Maruguri tại Toyota thân cảng, các bạn nhìn cụm phanh ABS này. Thấy không? 2.5V, Dual VVTi, 20 cam thông minh kép. Dạ vâng, học sinh kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Nếu quý vị cảm thấy sản phẩm này phù hợp hay gọi ngay cho học với số điện thoại phía dưới màn hình nha quý vị. Và học sinh hứa hẹn sẽ gửi đến cho quý vị tất cả các sản phẩm mà hiện tại đang nằm trong gói Maruguri, chưa đưa ra showroom trưng bày. Thì học sinh phép cũng gửi đến cho quý vị thêm một vài thông tin, một vài sản phẩm. Hiện tại thì bên showroom bên học đang có một sản phẩm Innova E 2018, biển số tỉnh màu đồng, đi vọn vẹn chỉ khoảng 30.000 cây. Nếu quý vị cảm thấy sản phẩm nó phù hợp hãy gọi cho học để học gửi cho quý vị cái báo giá để cho quý vị cùng tham khảo nha quý vị. Và một sản phẩm Innova Ventura 2018 màu đen với giá bán hơn 700 triệu. Đó, quý vị cảm thấy ok hãy gọi cho học và chúng ta cũng có thể qua xem xe trực tiếp hiện tại nha quý vị. Mặc dù xe đã chưa đưa ra showroom xe cũ nhưng quý vị cũng có thể xem xe ở trong khoang bảo dưỡng, dọn vệ sinh xe. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn và xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị. Con đoạn cũng chưa một lần được sử dụng. Nguyên bộ đồ nghề và con đoạn này chưa hề có một lần được lôi ra sử dụng luôn. Cái xe này mang bị